gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi gặp anh kích thủ nữa. Bữa nay gia đình mình tiếp tục trở về đồng của Phú Tân. Nay mình theo máy cắt bắt chuột nữa. Nay cũng cụ. Chào ông bà cô chú. Giáng sinh đoạn đó con. Ngày miếng lùng chắc có cá. Anh Liêu. Đây còn mấy miếng nữa. Còn bụng cù. Chê hết hồn. Ồ, quá dữ anh Liêu ơi. Con gì nào? Cá chê. Nào. Ồ, con cá chê nó bự hơn nè cả nhà. Bắt hình nè. Hay quá nè mọi ơi. Ôi, ghê, địch xuống, địch xuống. Chê nhóc luôn á. Nó liệu dính nè. Chuột. Chê nữa cái này. Nó lộn trong gom á Liệu ơi. Còn đó tôi đuổi bên kia đó. Dạ. Bắt cá đi. Lóc. Lóc không phải không luôn. Qua về luôn hay ở lại bắt miếng đó? Có bắt quá trời. Có cá không? Có cá gần 20 con. Trời ơi.
Lớn này là mình xài được rồi. Cái này nó xuống kinh ếch và lớn nhiều lắm á. Cỡ lớn hơn nó.
ra đặng con bự nữa nè. Ô thằng nhỏ dính nhóc luôn, hai ba con luôn. Thần tượng của Thánh Liệu hả? Ừ, thần tượng của Thánh Liệu nè. Nghe ông ngoại nó cắt cuộn lúa ra ngoài có quay nè đó. Rồi, cho đang con ếch nè. Ơi. Đã chạy ếch để túi luôn. Chưa không có chỗ được. Được bán cá chê rồi. Rồi miếng này chắc đủ ăn mà. Ngày mình đủ rồi. Ờ. Không muốn mưa tới nữa kìa. Đang thu ở trên nữa. Gần đủ ăn à. Bữa nay bắt vịt á, bụng đậu hay ngửi. Tê đậu luôn. Cá gì anh Bình? Kìa. Thấy không? Thấy rồi. Ủa mình được mấy con chuột hả? Không có chuột đâu, cá. Thanh Liệu đâu? Dạ Thanh Liệu kìa. Dạ chú Thanh Liệu chưa? Mê Thanh Liệu tới đi theo coi Thanh Liệu bắt nè cả nhà. Thằng bé bắt luôn Thanh Liệu ơi. Bắt cua lên kẹp nó. Kiếm bắt cho nó con cua đi Thanh Liệu ơi. Cua càng kinh á. Ủa con cá gì đó kìa? Rùa. Cá rùa. Này là bữa nay được coi trực tiếp luôn rồi. Em dính rồi.
Cá chê hả? Sao vậy? Nè cả nhà. Cá chê nó bận. Còn con ở gần nữa anh Liệu ơi. Cái này cá là chắc. Cái cái bự ha. Thêm lên.
Thôi chụp ra. Dính không mà nó ở trong đó luôn à. Mắc rồi. Mắc rồi đó anh Bình ơi. Chuột bắt đất này không thấy ngon gì chứ. Ở đây mưa cục à. Đi đâu chứ không? Đủ ra tới đâu? Ồ. Dính luôn hả? Hay là muốn làm gì? Kho luôn á. Kho mía. Kho khô kẹo kẹo chứ không? Kho chua nè, rồi sao nó cắt đủ rồi, chuột khỏi mặn đâu. Được ba mấy chuột? Được bốn chuột hả? Được 4 năm cá chê gì chứ mới gắn rồi. Bữa nay đang bắt mà ông trời ông mưa. Ông làm dở dang. Mấy anh em tiếp tục trở về nhà mồ nấu ăn nữa. Tại vì tháng này ông mưa thục sình hết trơn á. Rồi cái chỗ này thì có cá. Mấy anh em ghé đây nấu cho nó sạch sẽ. Làm gắn xào lá cách hả? Gắn xào lá cách hả? Ờ vậy đi. Nấu nhiều nhiều đi, nấu nhiều nhiều ăn. Nấu nhiều nhiều đại đi. Hy vọng là ăn được nha. Ôi nó ngon kìa. Cái dưa ngon quá không bạn già ơi. Cái dưa này, cái dưa này nhiêu anh? Anh nói thì em không tin luôn. Nãy anh mua trái dưa 18, ấy trái khó 18 ngàn, em đưa anh 36 ngàn là trái dưa nhiêu tiền? 18 là còn 8 ngàn. 18, 36 là còn 18 ngàn nữa. À biết sao không, trái dưa này nó bự là mà bán rẻ là nguyên nhân là còn dưa cù. Người ta bán đang lấy cái hàng mới về. Hai năm qua đó phải không? Ừ, đưa anh miếng. Lỗ đỏ cái bỏ dưa hấu vô cái không thấy dưa hấu. Bà cả nhà ăn dưa hấu luôn nha, lá cắt nó ngon. Vô để vô trong kia đi Mỹ Lan ơi. Phải được bánh hồi sáng nha Mỹ Lan. Ừ. Gói đại ha. Ừ. Còn mà bà đó còn đem về. Nó cách nhìn xuất sắc luôn ha. Quá chừng ngon. Quá ơi. Quá ơi. Không ăn gắn xào lá cách lâu lắm mà. Bữa nay mình nấu canh chua bắp cải nè, rau cần nước. Khốm. Khốm, rồi cà, giá. Tỏi món, rau, tỏi rau. Mời cả nhà dùng dưa hấu luôn không? Chỗ này có viên, với chỗ này có cát nó sạch nha. Sơ sơ mà 10 con luôn hả? Gắn bên này cũng nhỏ nhỏ không à. Không bự không? Bằng hôm qua. Không ai bắt được con bữa đó. Có không kìa, bắt được con bự. Được con một hay bự. Cái con gạo cái này à, cá chi trắng nấu canh chua. Còn cái món à, gắn bầm xào lá cắt. Bé vô. Ôi trời ơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Lại khoai. Năm nói đang tay đang bận. Không sợ nắng ăn hết á. Ôi. Cái đó hồi trưa Mỹ Lan hại tôi đó bụng cũng giò đó. Chưa tôi ăn đâu 3-4 trái gì. Mắm ruốc làm bay mùi thơm sợ trời.
Cái đó chắc làm nhà. Nữa hả? Nữa chứ sao. Đem lại gần gần đi. Đem theo mà. Đem lại gần gần đi, nước miếng chảy nữa rồi. Cái này chắc làm nhà hay mấy Lan? Mỹ Lan mới làm hồi sáng đó. Có đâu, nãy thấy mua. Gì đó. Xoài non chấm mắm ruốc. Đây với bò chét nè. Chè ớt cái sẵn kìa. Kìa có ớt nè. Ớt kìa bên kia kìa. Ớt sắc này đi. Quay. Nè dậm đi. Nuốt thơm sợ. Con chưng mắm ruốc. Em mà xào một hũ mắm chí hải. Vô. Thằng em của em nó lại ăn. Mình dở coi làm hết trơn rồi. Ăn cơm cũng ngon. Em xào cái mỡ á. Ăn với con ngủ. Cái mỡ thăng đó. Cái mình xào. Mời cái nhà dùng xoài luôn nha. Điểm không đẩy gì. Đẩy gì? Nó như gõ gió. Ớt Nam ơi. Đưa caramel nửa trái bò. Dạ Nam ơi. Bữa nay trời xin chớm. Trời ơi ác vậy mắm ruốc. Nếu bán đi làm từ từ đi. Từ từ hết cưng ơi. Nam sợ. Nam sợ hết. Mới nhiễu à. Ừ. Xài non. Ừ. Mình cái nhà luôn. Còn có trái hết luôn rồi. Rồi, chị Lan ăn trái luôn rồi, đấy. Hết luôn. Mày ăn miếng đi nè. Thôi không ăn. Mời cả nhà ăn xoài chấm mắm ruốc luôn nha. Thơm hết hồn trời. Thơm mắm ruốc rồi mày Lan. Bay mũi đã. Ăn với con mũi cũng ngon. Vậy đến liều. Nó đã. Nước me. Rồi bánh chua này bữa nay ngon à. Bỏ cá vô à. Nè Nam được. Ơi. Chị sắp cho em ngồi rồi nè. Này vô em lại chắc rồi. Chắc chơi bự bự không nha. Cái à cước lên can đâu rồi. Tôi lụm được điện thoại ai nữa. Wow. Nước miếng bự bự vậy nè. Cái cước len can đâu rồi. Nè gì trời. Không có gì á. Nè miếng cước đâu á. Chùi rồi. Chùi cái dao rồi. Cước lanh chen là Thánh Liệu hỏi cái cước đâu đó. Cước giữa chén đó. Hả Thánh Liệu. Cơm cái nữa rồi. Lanh chen là bánh xuống đó. Anh bỏ cơm luôn á. Nó không chua á. Có mắm ruốc với mắm ăn nó không chua ăn ngon. Hết luôn. Hết luôn. Mở này hồn bầm vô luôn. Nó lạc sơ. Lạc sơ. Lạc sơ. Cái gì? Lạc sơ. Là Nam biết nói cái gì không? Là cưng kêu chị dục quá hả? Là hôi nách. Là hôi nách. Là lá cách đúng không? Ừ. Lạc sơ hả? Lạc sơ. Là hôi nách. Lạc sơ hả? Hồi nãy tôi nói không có lá cách này tôi cũng bẻ lá nhào à. Lá nhào cũng ngon. Mà lá cách hôm nay mặn miệng ngon hơn hết trơn. Lạc nó chạy. Hả? Mùa lắc. Mùa lắc. Mùa lắc. Ăn chua mà có cuốn nữa nha. Anh mình đảm đang quá nha. Phải đảm đang chứ. Dữ hổng quá. Không ai thương chơi chết luôn. Đậu canh chua quá anh đang quá. Vậy mà không có ai thương. Cái này hồi mình để bếp ga ăn hay gì? Hồi mình để cho bếp ga ăn. Quá ngon cả nhà. Để gì cũng được, để rau vô hết đi. Có khốn là ngon ha. Có bỏ miếng rau gì vô không? Bắp cải đó. Bắp cải. Bỏ gì bắp cải hết. Bắp cải nó lâu rồi. Hồi Thánh Liệu cái đó rồi chưa? Mình xào gắn đi. Xào gắn cái mình chảo. Quên mà mình đói bụng rồi. Nhập tiệc. Bây giờ đợi cái chảo. Khán giả đợi nhóc rồi nè. Ứa ăn chứ. Hên chén mắm ruốc rồi, hết chén mắm ruốc luôn. Rồi cái gì, hồi mình bắt lên mình cho nó ấy, cái mình bỏ rau vô từ từ thế đúng rồi. Vô ạ. Nó cắt nhiều hơn thịt rắn rồi. Có đầu xào chưa nhé. Tốt quá.
cái gì xào cua mới ra đồng mua không cái gì trời ơi đem về là có món hết trơn ba con của ba con chuột à là đủ rồi. Thế rồi em là cái em mẹ không? Ngon hồi, không? Hồi lúc trước không biết ăn tới chừng giờ biết ăn rồi xong rồi. Rồi đó. Vừa xèo vừa ngon ha. Dạ. Em nhắc cái chảo xuống rồi anh ơi. Chắc ra luôn hả anh Liệu? Ra luôn. Cái muỗng đâu cho em xin cái muỗng này. Gắn xào lá cách. Qua đây cầm đi. Quay đâu anh? Quay gì đó không? Cái dĩa đó để xích qua bên chỗ Nam nè. Ừ. Ở chuyện mệt vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Con mời con xem bắt mạnh tay mình trên. Nhiều thành quả cho em ăn. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Nam ngồi xích lên cho bồ thổi ngồi xích vô nè. Cái ngồi xích vô đây. Ngồi giờ lên nó có ngồi. Dễ gì không có đâu. Sao cái gì có đường này? Đây để cái này nè, không có gì vô đây. Vô khớp của nó. Thôi đổi chưa? Nắp. Đổi rồi, đổi đi. Mời cái nhà. Mời cái nhà trong bữa luôn nha. Mời cái nhà luôn. Mời cái nhà dùng cơm luôn nha. Bữa nay gắn xào lá cách. Mời cái nhà ăn cơm luôn nha. Nè anh yêu làm món gắn xào lá cách à. Vô mảnh rồi anh hai anh ba ơi. Mời anh hai với anh ba ăn cơm luôn. Anh bảnh anh bới cơm bảnh đi. Em mời anh Vũ với chị Kiếm Trương Ương dùng cơm với em luôn nha. Thịt găng tàu lá cách với cái chè nấu canh chua. Mời anh Bình luôn. Của anh Bình có lại không anh Liệu? Không. Không à. Cơm chua ngon. Cá thì chị đúng không? Ừ, để đi ăn rau. Nè, cá nè. Mầm mớt. Mười cá nhiều không? Thấy rau nhiều. Cá ăn rau á. Cá bị sao? Chua ngon. Lắm. Bữa nay em vô món hả? Này chúng mánh món gắn xào lá cách không đi làm. Đã. Lột. Ờ. Nè. Con thú ăn à? Là ăn cá chị. Ừ. Ừ. Tỏi cắn, cắn nha. Bộp rồi. Cái này đất lúng quá lội không nổi cả nhà ơi, tiếp cận không được. Lúng quá. Cái men thì cả nhà mẹ biết rồi, bệnh lội lẹ quá cái nó mọt. Nó cần nấu chua ngon lắm nè. Một miếng đó nãy lúng đều luôn á. Miếng hả? Tiếng mưa đó tiếng ngon quá nha. Thèm cái này bữa nay được ăn quá đã. Cú một chén rồi. Cú không? Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Quá. Mùi giá hả cái này? Mùi giá hả cái này?
lên mình đi đâu cũng gặp cù không á. Chú có mình dầm lên không? Còn dùng chăn đè ra tôi thử rồi người ta làm con nguyên nha. Lúa chưa chín. Tốt là tốt đó. Mà giờ người ta làm ruộng không có cho đất nỉ luôn đó nha. Năm ba vụ. Vừa làm xong là bữa hai bữa người ta bươi rồi hết. Làm ba vụ. Chạy chơi thanh liệu nha. Nam ăn đồ ăn vô nghe chung. Dạ. Nè Nam. Rồi cảm ơn em. Nè chị thôi. Nè. Trời làm mổ đi. Nói mốt cũng bảy hả. Bị nói ngon nè. Bầm vậy nè. Đừng nó cho thấy da. Ừ. Nột da hết, bầm nó chảo. Năm tháng ăn lần một ngon quá đòi ăn nữa. Ừ. Không có đồ ăn nữa không? Ừ. Cắt lúa rồi nó có gắn lên. Đưa một cơm rồi mới. Cả ngày nó vô mùa. Chưa có mẹ hả? Nói chuyện. Không gắn gì. Đã nói bộ tỏi với lại em Nam mất cỡ á, không rất đồ ăn nhiều nhiều vô. Bộ tỏi không Nam? Không. Mình không nha. Mà tỏi là đói à. Chặt hết. Quá trời, gắn nhiều cái gì nữa, anh hỏi gắn sao? Quơ kìa, gắn. Cái này từ từ kịp đâu nữa còn ăn rồi cơm mà ăn rồi rồi từ từ là nó bắt rồi bữa nay mới bắt nó cách này ngon vậy làm rồi chưa nó cách mình tẻ ngon ha chờ chứ con nhỏ con nó nhỏ nó bắt coi được như đó. Đi điều dư thành quả với mấy từ nhỏ. Ừ, mấy nhỏ hay á. Lẹ nó vườn theo hoài á. Bắt gắn rồi. Bắt lại chân. Bắt gắn rồi, không cầm quơ quơ. Bắt không được luôn á. Ừ. Có mười mấy đứa, mình này người lớn. Thấy tụi nó không lẽ nhào vô dành. Mình để cho tụi nó bắt xong rồi bắt lại luôn. Bại chặt. Bị mưa luôn. Cú rộng đó, tụi nó không bắt thì mình bắt. Chạy theo hoài luôn. Phải bắn mấy con nhỏ lắm. Nó chuột cái nhiều quá nó đang vừa con này phải không? Nó bỏ con này nó đi vừa con khác rồi. Dạ. À. Nó có vừa cố định con. Bên cơm mẹ. Vừa là cơm mẹ. Bấy hả? Không. Vô đây. Nó bấy hả? Rồi. Kiếm cơm chay kìa. Lấy mình bấy em lấy cho em. Rồi. Hỏi luôn đi. Tôi biết thấy ông không? Biết thấy ông chơi tôi mà. Chơi đâu chơi anh em thôi. Thôi nghỉ đi. Ăn cơm mới được. Không sao luôn rồi. Không sao luôn. Ăn mới không? Ăn một cái cũng nạt. Con bơi một chén là nằm đó luôn. Không, anh bếp thì à. Ờ, bếp mà. Mình ở chung nhau biết. Mình ở chung nhau. Chung nhau lâu rồi. Mình ăn nhiều bữa cơm chung rồi hả? Giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Mấy anh em thu xếp hành trang cho gọn lại chắc về. Bữa nay đi lên đang bắt ngon lành, ăn trời mưa. Chạy về luôn. Mưa hoài luôn mấy bữa nay. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà.
mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.